Doanh nghiệp thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do bão Yagi được tạm dừng đóng quỹ hưu trí tử tuất không quá 12 tháng, theo dự thảo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Chính sách này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ở các địa phương bị ảnh hưởng nặng, theo quy định của Nghị định 115/2015 về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do thiên tai. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất tạm dừng đóng cho 3.300 doanh nghiệp du lịch với 93.000 lao động tại các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng và Lào Cai với số tiền khoảng 740 tỷ đồng. Thời gian tạm dừng đóng dự kiến từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Chính phủ sẽ ban hành chính sách chính thức sau khi lấy ý kiến các bên liên quan.